thần cấp đại điếm trưởng, tập 34. Đương nhiên, nếu là máy làm kem do hệ thống cung cấp, đương nhiên sẽ có công nghệ đen tương ứng. Khi không biết nên lựa chọn cái gì, khách hàng có thể sử dụng tinh thần lực của mình để tiến hành bước tiếp theo. Máy móc sẽ tiến hành cảm biến, từ đó đoán được mùi vị mà khách hàng hy vọng nhất, rồi đưa ra đề cử. Ông chủ, chọn loại này thì tốt đây. Yêu tử yên nhìn về phía Lạc Xuyên, nàng có chút bối rối. matcha, cha, Lạc Xuyên đề cử vị mà mình vừa mới ăn qua. matcha, cha, nghe thật là kỳ quái. Yêu tử yên đánh giá một câu, sau đó tiến hành lựa chọn trên màn hình. Phần chính giữa của máy làm kem mở ra, có một tấm kim loại màu trắng bạc thò ra, trên tấm kim loại là bày một ly kem màu xanh nhạt. Về nguyên tắc, nhìn từ kích thước, máy làm kem không thể nào hoàn thành được thao tác như vậy, nhưng đồ vật trong khởi nguyên thương thành, có cái nào phù hợp với lẽ thường đâu. Theo cách hiểu của Lạc Xuyên, bên trong hẳn là có thiết bị không gian đặc biệt nào đó, giống như máy nước nóng bên cạnh vậy, thời gian dài như vậy, nước suối sinh linh bên trong giường như vẫn chảy mãi không dứt. Đối với việc này, giữa những khách hàng của khởi nguyên thương thành còn xuất hiện không ít suy đoán hợp lý thật đẹp ánh mắt yêu tử yên tỏa sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào ly kem đây là kem lạc xuyên ở bên cạnh nói nếm thử xem hương vị thế nào yêu tử yên gật đầu nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ nhắm mắt lại nhấm nháp hương vị thứ đầu tiên tràn ngập trong khoang miệng là mùi thơm ngát nồng nàn giống như đặt mình trong thảo nguyên mênh mông vô ngần vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm ngát dần rút đi vị ngọt lành đã quét đến cả người như bay trên mây tâm trạng phơi phới cuối cùng vì vị sữa nhàn nhạt dư vị kéo dài rất lâu cũng chưa biến mất yêu tử yên mở to hai mắt gật đầu thật mạnh ăn quá ngon nàng đã hiểu được ý tứ trong câu nói vừa nãy của lạc xuyên loại thức ăn tên kem này quả thật được tạo thành từ băng thế nhưng về cơ bản lại khác biệt với băng điện thoại di động ma huyễn còn giới thiệu ứng dụng mới lạc xuyên lại nói tiếp yêu tử yên đang hưởng thụ kem vị mắt cha nghe vậy ánh mắt lập tức sáng ngời ứng dụng mới nàng đã mong đợi từ lâu rồi Lạc Xuyên giới thiệu một cách đơn giản về chức năng của trò chuyện khởi nguyên với yêu tử yên. Đương nhiên, bên trong ứng dụng cũng có giới thiệu tương ứng. Sau khi Lạc Xuyên nói xong, yêu tử yên cũng đã ăn gần hết phần kem. Sau đó nàng hỏi, nói cách khác, trò chuyện khởi nguyên tương đương với trận pháp thông tin được thuận tiện hóa. Lạc Xuyên suy nghĩ một lúc, từng, có thể hiểu như vậy. Phần lớn lực chú ý của yêu tử yên đều nằm trên điện thoại di động ma huyễn. Ông chủ ông chủ, thêm bạn tốt, yêu tử yên ngẩng đầu nhìn Lạc Xuyên, vẻ mặt rất hưng phấn tài khoản sử dụng trên trò chuyện khởi nguyên đều đồng bộ với diễn đàn khởi nguyên hơn nữa tài khoản của mỗi cái điện thoại di động ma huyễn đều là duy nhất cùng với một tiếng chuông báo lạc xuyên nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một thông báo nhắc nhở nhân viên cửa hàng bình thường yêu tử yên gửi yêu cầu thêm bạn tốt với bạn bên dưới là hai lựa chọn đồng ý từ chối lạc xuyên chọn đồng ý bạn đã thành công thêm nhân viên cửa hàng bình thường yêu tử yên làm bạn tốt trên màn hình xuất hiện một thông báo nhắc nhở đồng thời lạc xuyên nhìn thấy trong danh sách bạn tốt trống rỗng đã có thêm một bạn tốt lạc xuyên ngẩng đầu vừa vặn bắt gặp yêu tử yên đang nhìn chăm chú vào mình trong mắt cô gái mang theo ý cười nhẹ nhàng đã thêm bạn tốt lạc xuyên gật đầu với nàng nói yêu tử yên thở dài trong lòng nụ cười trên mặt vẫn không giảm gật đầu đúng đã là bạn tốt đúng rồi yêu tử yên bỗng nhiên nghĩ đến một việc kem có hiệu quả gì lạc xuyên tăng cường sức mạnh tinh thần lực vừa nãy yêu tử yên đã ăn một ly kem nàng nhắm hai mắt lại Cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, sau vài nhịp thở, nàng mở mắt ra, kinh ngạc nói, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng quả thật là có tồn tại, nếu mỗi ngày đều ăn kem, qua thời gian dài, sức mạnh tinh thần lực nhất định sẽ được tăng lên đến mức có thể thấy được bằng mắt thường. Ông chủ, Tử Yên tỷ, buổi sáng tốt lành, giọng nói tràn đầy sức sống vọng vào từ ngoài cửa hàng, Bộ Thi Ý bước vào Khởi Nguyên Thương Thành, Bộ Ly Ca đâu? Yêu Tử Yên nhìn ra ngoài cửa hàng, tò mò hỏi, thế mà Bộ Ly Ca lại không cùng Bộ Thi Ý đến đây? khiến cho nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Bộ thi ý mang trên mặt nụ cười vui sướng khi người gặp họa, hôm qua hắn bị phụ thân yêu cầu luyện kiếm pháp đến khuya, bây giờ còn chưa dậy nổi, yêu tử yên cũng bật cười. Ơ, đó là gì thế? Bộ thi ý liếc mắt một cái, chú ý đến sự thay đổi trong khởi nguyên thương thành, máy làm kem, yêu tử yên liếc nhìn lạc xuyên, kem, mặt hàng mới của khởi nguyên thương thành, ca, kem, bộ thi ý không thể hiểu được cái tên kỳ lạ này, rất nhanh, nàng đã bình thường trở lại hàng hóa trong khởi nguyên thương thành đều có cái tên kỳ lạ có thêm một cái cũng bình thường thôi kem này bán thế nào bộ thi ý hỏi mười linh tinh hơn nữa có thể tự mình chọn vị yêu tử yên mỉm cười giải thích vừa nãy lạc xuyên đã nói giá cả cho nàng hai người đi đến trước máy làm kem yêu tử yên giới thiệu cách sử dụng cho bộ thi ý lạc xuyên nhìn một màn này suy nghĩ trong lòng khó trách vừa nãy cứ cảm thấy thiếu cái gì đó thì ra thiếu phần chú thích cách sử dụng của máy làm kem nghĩ đến đây lạc xuyên đi lên lầu lúc đi xuống dưới trong tay có thêm một tấm bảng trắng, bộ thi ý và yêu tử yên mỗi người cầm một ly kem, nét mặt hưởng thụ, trên thế giới vậy mà còn có loại thức ăn thần kỳ thế này, bộ thi ý kinh ngạc tháng phục mãi, lần đầu tiên ta ăn thử, cũng là cảm giác này, yêu tử yên gật đầu đồng ý, kem ly nhãn hiệu khởi nguyên thương thành, bất kể là bề ngoài hay là hương vị, đều cực kỳ tốt, nhận được sự chào đón của các cô gái cũng là dĩ nhiên, hai người chú ý đến lạc xuyên từ trên lầu đi xuống, ông chủ, yêu tử yên đi tới, nàng nhìn tấm bảng trắng trong tay lạc xuyên đây là Viết một cái về cách sử dụng máy làm kem, Lạc Xuyên nói, à, yêu tử yên gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, trong ánh mắt chăm chú của hai người, Lạc Xuyên bắt đầu viết xuống, ồ, các ngươi đang làm gì vậy, Trần Y Y vừa mới đi vào khởi nguyên thương thành đã thấy cảnh tượng này, tò mò đến gần, Trần Mặt đi theo sau nàng ta, Văn Thiên Cơ không đi cùng hai người đến khởi nguyên thương thành, bây giờ, biến thành bốn người tò mò nhìn Lạc Xuyên viết chữ, bởi vì Lạc Xuyên ngồi trong quầy, Trần Y Y đứng bên ngoài, rất khó xem được nội dung trên bảng ông chủ đây là đang làm gì vậy? Trần Y Y nhỏ giọng hỏi, lát nữa ngươi sẽ biết, yêu tử yên miễn cười, ra vẻ bí mật, sau mấy phút đồng hồ, Lạc Xuyên viết xong, hắn cầm bản trắng đứng lên, đi đến chỗ máy làm kem, sau đó, treo bản trắng lên trên vách tường, thành tựu năm tấm bản trắng, thành công nhận được, hai người Trần Mặt và Trần Y Y lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của máy làm kem, lúc trước, sự chú ý của hai người luôn ở trên người Lạc Xuyên, không nhận ra sự thay đổi trong khởi nguyên thương thành thì ra lúc nãy ông chủ đang viết phần giới thiệu của mặt hàng mới. Sau khi đọc lướt qua nội dung trên bản trắng, Trần Mặt đưa ra kết luận, tăng cường tinh thần lực, Trần Y Y kinh ngạc. Ở Thiên Lang Đại Lục nói chung, tinh thần lực của người tu luyện tỷ lệ thuận với cảnh giới. Đương nhiên, người có thiên phú tinh thần lực cao hơn hẳn người thường cũng có. Mặt khác, công pháp võ thuật về phương diện tinh thần lực vân vân đều rất hiếm. Muốn tăng tinh thần lực tương đối khó khăn so với tu vi, có mối liên quan không thể tách rời với thiên phú của bản thân người tu luyện. Tầm quan trọng của tinh thần lực, Đối với người tu luyện mà nói, không cần nói cũng biết, Lạc Xuyên gật đầu, đúng vậy, tăng cường tinh thần lực như thế nào? Trần Y Y tiếp tục hỏi, tham số của tinh thần lực có thể chia làm hai loại, chất lượng và số lượng, miêu tả về hiệu quả của kem mà hệ thống đưa ra là tăng cường sức mạnh tinh thần lực, sức mạnh tương đương với chất lượng, có thể tăng sức mạnh tinh thần lực cũng chính là chất lượng, suy nghĩ đơn giản một chút, Lạc Xuyên đưa ra đáp án, mọi người lộ ra vẻ mặt bất ngờ, đồng thời kinh ngạc tán thán không thôi hàng hóa trong tiệm của ông chủ quả nhiên vẫn lợi hại trước sau như một bộ thi ý cảm thán trần mặt và trần y y liên tục gật đầu yêu tử yên cười khanh khách nhìn lạc xuyên bởi vì lúc nãy nàng cũng đã biết điều này lạc xuyên không thay đổi sắc mặt trong lòng rất hưởng thụ phù cuối cùng cũng đến tiếng thở hổn hển vang lên bộ ly ca tiến vào khởi nguyên thương thành công thắt lưng thở dồn dập ơ ờ, không phải ngươi đang ngủ sao sao lại đến đây nhanh vậy bộ thi ý kinh ngạc trước khi đến đây nàng đã cố ý xác nhận một chút về tình hình của bộ ly ca nửa sống nửa chết ghé vào trên giường dáng vẻ như kiểu một bước cũng không đi nổi sau khi bộ thương khung trở về nghe nói về cuộc sống hàng ngày của bộ ly ca mấy tháng nay hơi trầm ngâm rồi lập tức lập ra một kế hoạch huấn luyện ma quỷ cho hắn ta bộ thương khung là cường giả vấn đạo khống chế cường độ của kế hoạch huấn luyện một cách hoàn hảo có thể khiến cho bộ ly ca liên tục bị vây trong trạng thái cực hạn nhưng sẽ không tạo thành tổn thương đối với thân thể nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đến một ngày bộ ly ca đã cảm thấy thực lực của mình có bước tiến rõ ràng hiệu quả ư không cần nhiều lời nữa chỉ có thể nói bộ thương khung không hổ là cha ruột ngủ ngủ nào có vui như trò chơi trong cửa hàng của ông chủ bộ ly ca mang vẻ mặt đương nhiên lạc xuyên chú ý đến vẻ mặt của bộ ly ca nghiện nét giai đoạn cuối đã hết thuốc chữa rồi có điều cha thật là tàn ác bộ ly ca nhe răng nhếch miệng xoa nắng cơ thể của mình vừa nãy lúc đi đường không chú ý bây giờ đã vào khởi nguyên thương thành sự đau nhức trên cơ thể lập tức bùng nổ khiến bộ ly ca dục tiên dục tử ly ca ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ quen thôi, bộ thi ý nói lời thấm thiết, vỗ lên bả vai của Bộ Ly ca, những người khác đã cười ra tiếng, Bộ Ly ca cũng không để ý đến những chuyện này, hắn ta nhìn về phía Lạc Xuyên, "Ông chủ, trong cửa hàng có mặt hàng nào có thể giúp cho thân thể khôi phục lại trạng thái, loại bỏ cảm giác mỏi không? Coca-Cola chỉ có thể khôi phục vết thương, không có hiệu quả đối với cơ bắp đau nhức do huấn luyện gây ra, Sprite cũng chỉ có thể khôi phục tinh thần lực, sự mệt mỏi trên tinh thần vẫn tồn tại." "Không có." Lạc Xuyên lắc đầu, Bộ Ly ca thở dài, nhưng hôm nay khởi nguyên thương thành lại có hàng mới lạc xuyên nói tiếp thật ư bộ ly ca nhất thời mở to hai mắt cảm giác đau nhất trên cơ thể biến mất trong nháy mắt bọn họ mỗi người cầm một ly kem hương vị mà mỗi người lựa chọn không giống nhau màu sắc cũng không giống nhau có điều mấy người bộ thi ý đều nhìn bộ ly ca trong tay hắn ta cầm một ly kem màu đỏ thỉnh thoảng cắn một miếng nét mặt hưởng thụ kem vị thanh cây thật sự ăn ngon như vậy sao vẻ mặt của bộ thi ý rất quái dị nét mặt của những người khác cũng như thế đương nhiên Bộ ly ca liên tục gật đầu, loại này có một hương vị rất riêng, dư vị vô cùng. Mọi người nhớ lại mùi vị của thanh cây một chút, sau đó liên tưởng đến kem ly ngọt ngào trong tay, đều lắc đầu, không nên không nên, nếu còn tiếp tục, nhân sinh quan sợ là phải bị khiêu chiến, dù là lạc xuyên, lúc này cũng có chút bất lực, chỉ có thể nói, không hổ là bộ ly ca, có điều một màn này, cảm giác hình như có chút quen thuộc, lạc xuyên nhớ lại, thanh cây, mùi vị của thanh cây, trong đầu, có hình ảnh hiện lên. Lạc Xuyên nghĩ đến hoạt động tổ chức liên hoan trước đó không lâu, lúc ấy, mình đã ăn một cái bánh chân đặc biệt có vị thanh cay, bây giờ xem ra, hình như người làm ra nó đã xuất hiện rồi. Bộ Ly ca ăn kem vị thanh cay, chú ý đến ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa của Lạc Xuyên, nhất thời hoảng hốt, rất nhanh, hắn ta đã nghĩ đến cảnh tượng làm bánh chân vị thanh cay trước đó. Hắn ta cẩn thận suy nghĩ, bình tĩnh phân tích, đưa ra kết luận, "Ôi mẹ ơi, lạnh cả người." Bộ Ly ca nở một nụ cười tươi hàm hậu với Lạc Xuyên. Sau khi Lạc Xuyên nhìn thấy thì thở dài trong lòng, quên đi, dáng vẻ trông không thông minh lắm, nhìn thấy Lạc Xuyên thu tầm mắt lại, bộ Ly ca nhẹ nhàng thở vào, điện thoại di động Ma Huyễn ra mắt ứng dụng mới, Lạc Xuyên vừa ăn kem vừa nói, trò chuyện khởi nguyên, có một chức năng hoàn toàn khác với diễn đàn khởi nguyên, yêu tử yên bổ sung, bốn người lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ứng dụng mới của điện thoại di động Ma Huyễn, mỗi khách hàng đều mong chờ từ lâu, không nghĩ đến hôm nay không chỉ có mặt hàng mới, còn có cả ứng dụng mới bọn họ hưng phấn nhìn lạc xuyên lạc xuyên mặt không đổi sắc mà ăn kem mọi người bắt đầu làm quen với trò chuyện khởi nguyên dưới sự hướng dẫn của yêu tử yên bởi vì có diễn đàn khởi nguyên làm nền bọn họ học tập rất nhanh bạn tốt kênh trò chuyện còn tiện lợi hơn cả diễn đàn khởi nguyên bộ ly ca đưa ra ý kiến của mình không đúng không đúng trần y y lắc đầu phản bác hai ứng dụng đều có ưu điểm riêng đúng vậy trên diễn đàn khởi nguyên có thể chia sẻ mọi chuyện của mình trò chuyện khởi nguyên là tiến hành thảo luận riêng với người khác. Hai ứng dụng này có bản chất khác nhau, bộ thí nói, bộ ly ca suy nghĩ một hồi, cảm thấy tỷ tỷ nói rất có lý, lạc xuyên cũng liếc nhìn bộ thi ý, đồng ý với cách nói này, năm người khác còn đang nói chuyện với nhau, suy nghĩ của lạc xuyên bay xa, tiến vào trạng thái người và trời hợp nhất, gọi tắt là ngẫn người, tạo một nhóm trò chuyện thì sao, yêu tử yên đề nghị, nhóm trò chuyện, bọn họ khó hiểu, vẫn chưa hiểu hết toàn bộ về chức năng của trò chuyện khởi nguyên là có thể tán gẫu với nhiều người cùng lúc. Yêu tử yên giải thích, trong lúc trò chuyện với nhau, Cố Vân Hy và Giang Nhã Thường của Lăng Vân Học Viện đã đến khởi nguyên thương thành. Hai người thấy mọi người đang bàn tán, tò mò đi đến gần. Sao chỉ có hai người các ngươi? Trần Mặc hỏi, học viện đang tổ chức hoạt động gì đó, cảm thấy không thú vị lắm nên tới đây. Cố Vân Hy tùy tiện cười nói, Giang Nhã Thường mất mấy miệng, nhưng vẫn không nói gì. Thật ra nàng ta bị Cố Vân Hy kéo đến, lạc xuyên thoát khỏi trạng thái ngẩn người, liếc mắt nhìn Cố Vân Hy một cái, giọng điệu thoải mái mà lại thuần thục như thế, cô gái, ngươi rất có tương lai đấy. Đối với kem ly mà cửa hàng mới phát triển và ứng dụng mới của điện thoại di động ma huyễn, hai người đều tỏ ra cực kỳ hứng thú. Tạo nhóm xong rồi, tên nhóm là XXX, các ngươi có thể tham gia vào. Một lát sau, yêu tử yên ngẩng đầu, mỉm cười nói với mọi người, nhận được lời mời của yêu tử yên, Lạc Xuyên cũng tham gia vào nhóm trò chuyện. Hiện tại, trong nhóm đã có 6 người, nhóm trò chuyện đầu tiên của khởi nguyên thương thành do yêu tử yên tạo ra, cứ thế bắt đầu yêu tử yên có nhìn thấy không bộ ly ca có bộ thi ý có lạc xuyên mặt đối mặt mà còn gửi tin nhắn các ngươi thật đúng là thú vị thì ra cái này gọi là trò chuyện chơi thật vui trên khuôn mặt nhỏ nhắn của trần y y nở một nụ cười tươi như có được món đồ chơi mới trò chuyện trận pháp truyền tin so với trò chuyện khởi nguyên thật sự rất lạc hậu trần mặt lắc đầu cảm thán trận pháp truyền tin không chỉ sắp xếp phức tạp hơn nữa còn cần tiêu phí linh tinh trò chuyện khởi nguyên so sánh với nó không biết đã tốt hơn bao nhiêu hai thứ, hoàn toàn không cũng một cấp bậc, có lẽ sau khi khởi nguyên thương thành có tiếng tâm ở khắp thiên lang đại lục, trận pháp truyền tin sẽ bị trò chuyện khởi nguyên thay thế hoàn toàn, yêu tử yên đưa ra quan điểm của mình, mọi người gật đầu đồng ý, lạc hậu với thời đại, chắc chắn sẽ bị xã hội đào thải, đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi, lạc xuyên vui mừng nhìn yêu tử yên, hết sức hài lòng đối với việc nàng có được sự giác ngộ như vậy, mọi người trò chuyện với nhau. Các học viên của ba học viện lớn khác cũng lục tục đến khởi nguyên thương thành. Đối với ứng dụng mới của điện thoại di động ma huyễn, bọn họ cũng tỏ ra cực kỳ hứng thú. Đồng thời, đối với việc phải dùng 10 linh tinh mới có thể tải xuống, vẫn thể hiện sự bất mãn như trước. Lạc Xuyên không còn thấy lạ nữa, dứt khoát không nhìn đến. Kem vừa mới ra mắt cũng đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của những người trẻ tuổi. Gần như có vô số hương vị để tự lựa chọn, khiến cho bọn họ thắng phục mãi không thôi. Ông chủ, ông chủ, chừng nào thì mì ăn liền mới có hương vị khác. Nam Cung Ngũ Nguyệt đi đến trước quầy, hỏi Lạc Xuyên. Đúng vậy ông chủ, kem ly mới ra đã có nhiều hương vị như vậy mà mì ăn liền từ đầu đến cuối chỉ có một loại hơi phi lý rồi đó thật sự ngươi không lo lắng chút nào sao ông chủ một đám học viên tiến đến trước quầy đề nghị với lạc xuyên mì ăn liền là vị gốc các ngươi có thể tự thay đổi hương vị lạc xuyên nói thế nhưng hương vị mà chúng ta tự làm ra chắc chắn không tốt như ban đầu cố vân hy than thở phụng tiên lâu không phải cũng có mì ăn liền sao nghe nói có rất nhiều loại để lựa chọn đó các ngươi có thể đến đó mua yêu tử yên ở bên cạnh đúng lúc lên tiếng mọi người than vãn nói thế sao được một học viên gãi đầu tuy rằng hương vị của mì ăn liền trong phụng tiên lâu và trong cửa hàng của ông chủ không có gì khác nhau nhưng vẫn cảm giác thiếu cái gì đó đúng 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 ta cũng cảm thấy như vậy đúng vậy những người khác đều tán thành trong lòng lạc xuyên đại khái đã đoán được nguyên nhân thứ nhất mì ăn liền trong khởi nguyên thương thành là do hệ thống cung cấp theo phong cách của hệ thống nguyên liệu được sử dụng chắc chắn không phải thứ bình thường cho dù phụng tiên lâu có làm giống đến đâu tài nấu nướng của đầu bếp có xuất sắc đến đâu cũng không thể đạt được sự giống nhau 100%. Thứ hai chính là mì ăn liền sử dụng nước suối sinh linh, thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, chính là hiệu quả tăng tốc độ tu luyện kèm theo của mì ăn liền. Những khách hàng của Khởi Nguyên Thương Thành đã quên với cảm giác nhạy cảm sâu sắc với linh lực của trời đất gấp mấy lần sau khi ăn xong mì ăn liền, nhưng mì ăn liền của Phụng Tiên lâu chắc chắn không có hiệu quả này. Mặt khác, theo suy đoán của Lạc Xuyên, hẳn là thanh cây cũng như vậy, có lẽ về sau sẽ có, Lạc Xuyên nói. Đối với cách nói mơ hồ này của Lạc Xuyên, đám người nam cung ngũ nguyệt đều nhìn chằm chằm vào lạc xuyên trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất mãn về sau có lẽ đây cũng quá vô trách nhiệm rồi thế nhưng lại không thể làm gì lạc xuyên chết tiệt đáng giận thật sau khi biểu lộ sự bất mãn đối với hành động của lạc xuyên mọi người dời đề tài đi không phải lăng vân học viện luôn nằm trong trận pháp truyền thống chính sao tại sao các ngươi không đến đó một học viên của hàng tinh học viện hỏi sự kiện thế này có đi hay không cũng như nhau cố vân hy xua tay nét mặt không chút sợ hãi nào dáng vẻ rất có kinh nghiệm Hi Nhi, chúng ta có cần đi đến đó không? Bị các đạo sư phát hiện thì làm sao? Giang Nhã thường lo lắng, yên tâm yên tâm, Cố Vân Hi khoác tay, không để tâm lắm, cho dù bị phát hiện, Hải Đường đạo sư cũng sẽ không làm khó chúng ta đâu. Lúc này, đã thể hiện sự quan trọng của việc tạo mối quan hệ tốt với đạo sư, các học viên của ba học viện đều kinh ngạc nhìn Cố Vân Hi, sao ngươi lại thuần thục như vậy chứ? Giang Nhã thường suy nghĩ một chút, cảm thấy Cố Vân Hi nói cũng có lý, trò chuyện khởi nguyên quả nhiên đúng như lời giới thiệu, Sở Dương tỏ ra kinh ngạc từ sau ngày hôm qua đi vào khởi nguyên thương thành, hắn ta cảm thấy thế giới quan của mình đã được đổi mới. Bất kể là các loại hàng hóa hay là cái loại trò chơi đắm chìm trong thực tế ảo này, đều là những thứ chưa bao giờ xuất hiện ở thiên lang đại lục. Đúng vậy, Trần Ngân Phong nói, ta cảm thấy trò chuyện khởi nguyên không biết thuận tiện hơn trận pháp truyền tin không biết bao nhiêu. Các ngươi đã tham gia nhóm trò chuyện mà yêu cô nương mới tạo chưa? Tần mộ tuyết và quân tích trúc đi đến, nhìn thấy hai người đang trò chuyện với nhau, người sau hỏi, nhóm trò chuyện nhóm trò chuyện gì cơ trần nghên phong và sở dương nghi hoặc các ngươi không biết tần mộ tuyết lộ ra ánh mắt kinh ngạc hai người lắc đầu được rồi tần mộ tuyết thở dài sau đó nói sơ qua một chút về cái gọi là nhóm trò chuyện nghe xong ánh mắt của sở dương và trần nghên phong đều sáng lên ta muốn tham gia trần nghên phong nói sở dương cũng nói ta cũng vậy lúc này hạ nguyên bỗng nhiên đi đến sao vậy trần nghên phong hỏi viện trưởng Ngươi có cảm thấy rằng có lẽ nhóm trò chuyện có thể dùng trong việc quản lý học viện không? Hạ Nguyên nói ra quan điểm của mình, Trần Nên Phong suy nghĩ đơn giản một chút, gật đầu, rất có lý. Tần mộ tuyết kinh ngạc liếc nhìn Hạ Nguyên, biện pháp tốt đấy, các học viên của học viện đều ở trong một nhóm trò chuyện, thông báo các kiểu đều rất thuận tiện, quân tích trúc đồng ý. Sau đó, ba người gọi đạo sư trong học viện đến, tiến hành bàn bạc. Sau khi Lạc Xuyên thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng mặc niệm một giây cho các học viên, cùng lúc đó, cửa đông thành cửu diệu ở trận phát truyền tống người của lăng vân học viện tụ tập như thế hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác các học viên đều ở đây cả chứ phạm thừa thiên nhìn về phía mộ dung hải đường vừa mới kiểm kê nhân số xong nét mặt của mộ dung hải đường có chút bất đắc dĩ thấy vậy phạm thừa thiên đã đoán được chuyện gì xảy ra hỏi lại là hai tiểu nha đầu kia mộ dung hải đường gật đầu thôi vậy cũng không phải một lần hai lần phạm thừa thiên mỉm cười lắc đầu hơn nữa cũng không phải chuyện lớn gì mộ dung hải đường gật đầu đáp vâng trong lòng lại suy nghĩ cách xử phạt hải đường tỷ tỷ chúng ta đây là phải chờ ai vậy huyền tước bỏ khối linh tinh cuối cùng trong tay vào trong miệng kéo tay áo của mộ dung hải đường giọng nói mơ hồ không rõ hỏi mộ dung hải đường cuối người cười nói những người khác trong lăng vân học viện lăng vân học viện cách thành cửu diệu một khoảng rất xa dù là xếp kim huyền tước có sở trường về tốc độ cũng phải tốn không ít thời gian khoảng cách càng xa việc dựng trận pháp truyền tống cũng càng phức tạp cũng may qua một thời gian dài như vậy trận pháp truyền tống ở lăng vân học viện đã hoàn thành Hôm nay chính là thời gian mà những người trong Lăng Vân Học viện đến, Huyền Tước mang dáng vẻ tiểu cô nương giật mình gật đầu, sau đó vui vẻ nói, có phải là lát nữa sẽ được gặp Bách Lý gia gia không? Nếu Bách Lý viện trưởng nghe thấy ngươi gọi ông ta như vậy, chắc chắn sẽ tức giận. Mộ Dung Hải đường mỉm cười, ta không sợ đâu, Huyền Tước giòn giả nói, đám học viên cũng đang nói chuyện với nhau. Sau mấy phút đồng hồ, Phạm Thừa Thiên mỉm cười, đến rồi. Đường Vân khách trên trận pháp truyền tống dần dần có hào quang xuất hiện, theo thời gian trôi qua, càng lúc càng sáng rỡ. Vô số ánh sáng vạch ra, giao thoa với nhau theo một phương thức cực kỳ phức tạp, rồi hội tụ ở vị trí trung tâm, đồng thời có dòng linh lực cuồn cuộn được điều động nhờ vòng năng lượng trong trận pháp, phía trên trận pháp có khí tức không rõ bắt đầu khởi động, không gian nổi lên từng gợn sóng như mặt hồ, dần trở nên trong suốt, xuyên qua cửa không gian mới hình thành, có thể mơ hồ nhìn thấy phía đối diện có rất nhiều bóng người đang đi đến, theo thời gian, cửa không gian trở nên trong suốt như một mặt kính, những vị khách đến từ phía đối diện tựa như xuyên qua một tấm màn trắng vô hình có lực cản trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách ngàn dặm để đến nơi này xung quanh trận pháp có không ít quần chúng vây xem hóng chuyện mặc dù mấy ngày nay bọn họ đã thấy hình ảnh trận pháp truyền tống khởi động rất nhiều lần nhưng loại quy mô khổng lồ nhường hôm nãy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không thể không nói khi cuộc sống hàng ngày trở nên phong phú hơn những cư dân trong thành cửu diệu cũng bắt đầu chú ý đến vấn đề giải trí trên phương diện tinh thần đương nhiên khẳng cao là giải phóng thiên tính dù sao bất kể là ở thế giới nào mọi người vẫn luôn thực hiện triệt để hành vi hóng chuyện viện trưởng gần trăm người đi xuống từ trên trận pháp truyền tống, chào hỏi với Phạm Thừa Thiên, mười mấy người dẫn đầu đều tản ra khí tức không tầm thường trên người. Lăng Vân Học Viện là một trong bốn học viện lớn ở Thiên Lang Đại Lục, đi theo con đường đã giỏi còn muốn giỏi hơn, số lượng học viên trong học viện, tổng cộng cũng mấy trăm, mười mấy học viên tò mò đánh giá khắp nơi trong thành thị xa lạ này. Đây là thành cửu diệu sao, trông khá hoành tráng đấy, rất nhiều người tu luyện, bọn họ đều đến đây vì khởi nguyên thương thành sao, lát nữa có thể chơi được trò chơi thực tế ảo trong truyền thuyết, thật là háo hức các học viên trò chuyện ríu rít không ngừng, nét mặt đầy hưng phấn. Bách Lý Gia Gia, Huyền Tước chạy đến chỗ Bách Lý Ôn Thư. Bách Lý Ôn Thư có dáng vẻ của nam tử trung niên, tao nhã lịch sự. Sau khi nghe thấy tiếng Huyền Tước gọi, khóe mắt chợt co rút. Tiểu Huyền Tước, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Phải gọi ta là Bách Lý Viện trưởng. Bách Lý Ôn Thư ngồi sổng xuống, cười nói, biết à? Huyền Tước mở to đôi mắt ngập nước. Bách Lý Gia Gia, Bách Lý Ôn Thư, các học viên đều quay đầu sang chỗ khác, cố nhịn cười. Phạm Thừa Thiên cũng không nhịn được mà mỉm cười, được rồi được rồi, vào thành Cửu Diệu trước rồi nói sau. Đoàn người chậm rãi tiến vào thành Cửu Diệu, trên đường, Bách Lý Ôn Thư vẫn không từ bỏ việc sửa đúng xưng hô của Huyền Tước. Có điều từ vẻ mặt của ông ta, có thể thấy kết quả không theo ý người, kem được đưa ra gây ra sự chấn động đối với khách hàng còn lớn hơn nhiều so với dự đoán của Lạc Xuyên. Dựa theo suy đoán của Lạc Xuyên, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì thời tiết, trước đó đã nói qua, thời tiết cả thành Cửu Diệu hiện giờ càng lúc càng nóng bức, từ đầu hè dần dần đến lúc nóng nhất, kem là món lạnh không chỉ có hiệu quả tăng cường sức mạnh đối với tinh thần lực còn có vẻ ngoài đẹp đẽ hương vị thơm ngon được chào đón nhiệt liệt là tình cảnh tất yếu dược hồi trần và mấy trưởng lão của dược cốc tụ lại một chỗ mỗi người cầm một ly kem và ăn lạc xuyên đang trong trạng thái lười biếng thấy cảnh tượng như vậy cảm thấy có chút vi diệu ngươi có thể tưởng tượng ra cảnh mấy ông cụ râu trắng tụ tập ăn kem không hiện tại là như vậy sức mạnh của tinh thần lực quả thật có tăng lên tam trưởng lão dược cốc gật đầu nét mặt rất trịnh trọng không rõ ràng nhưng đúng là có tồn tại thật, lại có một trưởng lão bổ sung. Hơn nữa trong phần giới thiệu của Kem cũng không nói rằng có giới hạn trên cho sự tăng trưởng sức mạnh của tinh thần lực. Suy nghĩ của đại trưởng lão bắt đầu bay xa, nói cách khác, nếu thể ăn một sống Kem không giới hạn, tinh thần lực có thể tăng lên vô hạn. Luyện dược sư đều là người có một ít sở thích đặc thù. Sở thích của đại trưởng lão chính là theo đuổi tính khả thi và kết luận của một việc. Trên lý thuyết thì đúng là như vậy, sau một hồi yên lặng, có một trưởng lão nói, nhưng đại trưởng lão, ngươi phải hiểu được, lý thuyết không giống như trong đời thật dược hồi trần vỗ lên bả vai của đại trưởng lão nét mặt của đại trưởng lão có chút xấu hổ ông ta hiểu vừa nãy mình đã mắc bệnh nghề nghiệp bây giờ chúng ta thảo luận một chút về vấn đề vị kem của ai ăn ngon nhất dược hồi trần nhìn mấy vị trưởng lão nét mặt còn rất nghiêm túc các trưởng lão trưởng môn ngươi thôi đi ha ha chỉ đùa một chút thôi dược hồi trần mỉm cười dời đề tài đến phương hướng chính xác hiệu quả của kem đối với tinh thần lực không cần nói cũng biết phải bàn bạc một chút về chuyện để cho những luyện dược sư còn lại trong dược cốc đến khởi nguyên thương thành điều quan trọng nhất của luyện dược sư chính là tinh thần lực sức mạnh và số lượng tinh thần lực quyết định thành tựu mà một luyện dược sư có thể đạt được sau đó bọn họ bắt đầu bàn bạc về chuyện dược cốc dược cốc mặc dù là một tông môn nhưng quản lý lại tương đối lỏng lẻo đệ tử hay luyện dược sư trong đó đều có sự tự do rất lớn một lát sau bọn họ thảo luận xong đưa ra kết luận thuận theo tự nhiên dù sao dược cốc bây giờ cũng đã dựng xong trận pháp truyền tống, đi vào thành cửu diệu cũng không phải là chuyện gì phiền phức, nói ngắn gọn, muốn tới hay không, vẫn cảm thấy bàn bạc hay không bàn bạc, hình như không khác gì nhau. Tam trưởng lão tỏ ra khó hiểu, tính cách của trưởng môn là như vậy, nhiều năm rồi, ngươi còn chưa hiểu sao, đại trưởng lão nhìn bóng lưng của dược hồi trần, nhỏ giọng nói, ta nghe thấy đấy, giọng nói của dược hồi trần truyền đến, đại trưởng lão hắn giọng một cái, không nói chuyện với tam trưởng lão nữa, ông chủ, rất nhiều người đã vào trong nhóm, yêu tử yên chia sẻ niềm vui sướng với Lạc Xuyên, nàng đưa điện thoại di động ma huyển cho Lạc Xuyên, chỉ vào màn hình, Lạc Xuyên nhìn qua, chỉ qua một giờ ngắn ngủi, số người trong nhóm lại đột phá mốc 100 người, xem ra các khách hàng đều rất nhiệt tình, Lạc Xuyên nhận xét. Có diễn đàn khởi nguyên trước đó làm nền, trò chuyện khởi nguyên cũng không khiến các khách hàng có quá nhiều khó khăn trong việc sử dụng, thời gian tiếp tục trôi. Buổi sáng ở khởi nguyên thương thành là lúc đón tiếp lưu lượng khách hàng cao nhất, mỗi một khách hàng mới và cũ vào cửa hàng, đều tỏ ra vô cùng thích thú với kem mới ra mắt đương nhiên còn có ứng dụng mới của điện thoại di động ma huyễn tả vạn kim rời khỏi phụng tiên lâu phụng tiên lâu đưa ra thanh cây và mì ăn liền nhận được sự hưởng ứng rất lớn trong thành cửu diệu một vài người thường ăn xong đều nhất thời giật mình thì ra hàng hóa bán trong khởi nguyên thương thành lại có hương vị thế này khó trách việc buôn bán lại tốt như vậy hơn nữa nghe nói hàng gốc còn có hiệu quả đặc biệt thật sự là khiến người ta say mê Nghe nói hai mặt hàng mà Phụng Tiên lâu bán này đã được ông chủ của Khởi Nguyên Thương Thành cho phép, trong một thoáng, hình tượng của Lạc Xuyên trong lòng cư dân thành Cửu Diệu, từ một cường giả cao không với tới, đã xảy ra biến đổi vi diệu, Tả Vạn Kim suy nghĩ trong lòng dọc đường đi, trải qua vô số thí nghiệm phức tạo, cách sản xuất của Coca-Cola và Sprite vẫn hoàn toàn không có chút đầu mối nào, rơi vào đường cùng, Tả Vạn Kim quyết định đến xin Lạc Xuyên giúp đỡ, sau khi tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành, Tả vạn kim chú ý thấy vài khách hàng trong tiệm đều cầm thứ gì đó trong tay, đó là hàng mới trong tiệm sao, lát nữa nói sao, đè nén sự nghi ngờ trong lòng, tả vạn kim đi thẳng đến trước quầy, nét mặt cung kính, ông chủ, có chuyện gì, lạc xuyên thu lại sự chú ý đang phân tán, nói, khi Nguyệt Linh, Liễu Như Ngọc và Liễu Như Mỹ đi vào khởi nguyên thương thành, trong tiệm đã có không ít khách hàng, sau đó thì thấy được một màn trước mắt này, theo nguyên tắc thấy náo nhiệt thì phải đến gần, các nàng đi tới chúng ta hoàn toàn không thể tìm ra cách làm Sprite và Coca-Cola. Tả vạn kim do dự một chút, rồi nói tiếp, bất kể là dùng cách nào, đều không thể làm ra sản phẩm có mùi vị của Sprite và Coca-Cola. Mùi vị, chắc hẳn là cảm giác khi bọt khí vỡ ra, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn làm ra hai loại này sao? Liễu như Ngọc nói, trên gương mặt của tả vạn kim mang theo vẻ chân thành, đó là khao khát đối với ẩm thực, gật đầu thật mạnh, đương nhiên, cách làm Coca-Cola, Lạc Xuyên cũng không biết quá rõ, thế nhưng, kiến thức thông thường vẫn phải có không có gì ngoài việc hòa tan một lượng lớn carbon dioxide vào trong đó, từ đó tạo ra một hương vị độc đáo. Sprite cũng như vậy. Đây là một cơ hội tốt để phổ cập kiến thức hóa học. trong lòng lạc xuyên bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ như vậy. thí nghiệm một chút, lạc xuyên suy nghĩ, nói, đồng thời xem thử hiểu biết của mình về cách làm của Coca-Cola rốt cuộc có chính xác hay không. dứt lời, lạc xuyên đứng dậy, đi về phía thiết bị giả tưởng. đám người tả vạn kim ngơ ngác nhìn nhau. đầu tiên là khó hiểu, sau đó lộ ra vẻ mặt giật mình bọn họ vội vàng đi theo nhìn thấy lạc xuyên đội mũ giáp nguyệt linh rốt cuộc không nhịn được mà hỏi ông chủ chẳng lẽ là làm thí nghiệm trong trò chơi sao lạc xuyên gật đầu chế độ giải trí tương đương với thế giới thật mọi người chợt hiểu ra đi theo lạc xuyên tiến vào chế độ giải trí ông chủ đây là muốn làm gì không nghe rõ hình như là muốn thí nghiệm gì đó qua đó xem không qua đó xem sao nhất cử nhất động của lạc xuyên đều bị các khách hàng chú ý đến dựa theo nguyên tắc có náo nhiệt phải đến gần không ít khách hàng đang chơi trong chế độ khác cũng đều tiến vào chế độ giải trí, Lạc Xuyên xuất hiện ở bờ hồ quen thuộc, sau đó, xung quanh có rất nhiều bóng người xuất hiện, ước chừng có vài chục người, nhất thời, Lạc Xuyên có chút kinh ngạc, sao lại đến đây cả rồi, có điều nhiều người cũng tốt, vừa vặn phổ cập một vài kiến thức thông dụng về hóa học cho khách hàng cũ. Ông chủ, đây là đang chuẩn bị làm gì thế? Yêu Tử Yên cũng đi theo đến, tò mò hỏi, trong Sprite và Coca-Cola, có một loại khí đặc biệt, hẳn là các ngươi đều biết, Lạc Xuyên nói. Những khách hàng cũ gật đầu liên tục, ông chủ, ngài đây là chuẩn bị, dược hồi Trần dường như đoán được gì đó. Lạc Xuyên gật đầu, tạo ra loại khí này, mọi người lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Lạc Xuyên bắt đầu suy tư, lại nói, carbon dioxin được làm ra như thế nào? Trí nhớ của Lạc Xuyên rất tốt, nếu không cũng không thể viết ra tiểu thuyết của Hoa Hạ ở trái đất. Rất nhanh, Lạc Xuyên đã tìm ra trí nhớ tương ứng, dựa theo tình huống hiện tại, phương thức đơn giản nhất chính là phản ứng giữa đá vôi và nước. Về phần một vài phản ứng hóa học khác, có chút phiền toái, được rồi, chỉ là vì Lạc Xuyên lười thôi. Đầu tiên, cần một vài hòn đá, Lạc Xuyên nói, ông chủ, ta giúp ngươi, bộ ly ca hưng phấn nói, ta cũng đi, ước chừng mười mấy người chạy đến chỗ bãi đá cách đó không xa, không bao lâu sau, trên khu đất trống đã xuất hiện một ngọn núi nhỏ do đá xếp thành. Bước thứ hai, chính là nung khô, Lạc Xuyên nói, đừng quên chức nghiệp của Lạc Xuyên trong chế độ giải trí ám viêm ma chủ, còn có tên là Hắc Liệt Diễm Sử, Lạc Xuyên vương tay phải về phía đống đá. Ta cảm thấy ông chủ sắp phóng thích kỹ năng vô cùng lợi hại nào đó. Nguyệt Linh tỏ ra hưng phấn, nhiệt độ thật là khủng khiếp, còn lợi hại hơn cả cầu lửa của ta nữa. Cố Vân Hy cảm thán, tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm vào Lạc Xuyên, sợ bỏ qua điều gì. Trong lòng bàn tay của Lạc Xuyên, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Cảnh tượng nơi đó đều xuất hiện sự vặn vẹo có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có vô số tia lửa màu đen bốc lên từ trên cánh tay, bị tất hắc liệt diễm cắn nuốt hết đi. Giọng nói trầm thấp vang lên, nét mặt của Lạc Xuyên thay đổi, đây không phải là hắn nói câu phát biểu bùng nổ khí tức tuổi dậy thì này là chuyện gì đây? Này này này, hệ thống, chắc chắn là ngươi dở trò quỷ, chắc chắn là vậy, ngay lúc giọng nói vang lên, ngọn lửa bỗng xuất hiện trong tay lạc xuyên, lực chú ý của mọi người cũng rời khỏi câu nói đó, ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành đầu rồng, nhắm vào đống đá phía trước, lập tức sinh ra một vụ nổ mạnh, khói mù bốc lên khắp nơi, đợi bụi mù tán đi, nơi đó xuất hiện một cái hố cháy đen có đường kính mấy thước, ven cái hố to xuất hiện lưu ly, đây là dạng các ngưng kết sau khi nóng chảy ở nhiệt độ cao còn đống đá, đã biến mất từ lâu, lạc xuyên trầm ngâm, quy lực này, hình như có chút ngoài dự đoán của hắn, mọi người yên lặng, ông chủ, đây là nung khô sao, bộ ly ca phá vỡ sự yên lặng, lạc xuyên, có chút sai sót, không khống chế được sức mạnh, lại đi lấy chút đá về đây, à, biết rồi ông chủ, bộ ly ca nhận lời, mười mấy người lại sắm vai cu li vừa nãy, hình như ta đã nghe thấy giọng nói nào đó, liễu như mị nhíu mày nói, trong mắt lạc xuyên lộ ra chút cảnh giác, không, ngươi không có, từng, ta cũng nghe thấy, tam trưởng lão gật đầu, sau đó nhớ lại, hình như là cái gì mà, bị tất hắc liệt diễm cắn nuốt hết đi, tầm mắt lạc xuyên dừng lại trên người tam trưởng lão, tam trưởng lão, nguy rồi, nhưng dường như bản thân ông ta cũng không nhận ra điều đó, nói thế nào nhỉ, các ngươi không cảm thấy cách nói chuyện này rất lợi hại sao, sau khi nghe xong còn khiến người ta nhiệt huyết dân trào, trần mặt rất phấn khích, đúng vậy, đúng, không ít học viên trẻ tuổi đều tỏ vẻ đồng ý, các ngươi đều là bệnh trung nhị cả. Lạc Xuyên đưa ra chẩn đoán cho bọn họ các khách hàng đều hướng tầm mắt về phía Lạc Xuyên, bọn họ đã hiểu được giọng nói ban nãy là chuyện gì, Lạc Xuyên mặt không đổi sắc, năng lực đặc biệt của chức nghiệp, lời tự thuật đó quả thật được xem là một năng lực đặc biệt, mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vẫn chưa nghĩ nhiều, Lạc Xuyên đóng BGM kèm theo của chức nghiệp, nhìn về phía đống đá thứ hai, việc chế tạo carbon dioxide dioxit có thể thực hiện bằng cách trực tiếp nung khô đá với nhiệt độ cao, Cacoba ở nhiệt độ cao bị phân hủy thành canxi oxit và carbon dioxide. Canxi oxit phản ứng với nước có thể tạo thành canxi hydroxit. Dùng để thử khí carbon dioxide. Ý tứ trong chương trước đại khái là như thế. Ừm, đúng vậy, chính là như thế. Lạc Xuyên nhấn mạnh, hắn sẽ không thừa nhận. Thật ra là tác giả nhớ nhầm. Lúc này đây, Lạc Xuyên đã khống chế được uy lực của ngọn lửa màu đen. Sau đó, bắt đầu nung đá. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tảng đá dần trở nên nóng đỏ. Nhưng tình hình hiện tại hình như đã xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa màu đen tảng đá chỉ trở nên nóng đỏ mà thôi. Từ đầu đến cuối, đừng nói là các bom dioxit, một chút thể khí khác cũng không xuất hiện, chẳng lẽ là nhiệt độ không đủ, lạc xuyên tăng nhiệt độ của ngọn lửa lên, màu sắc của tảng đá cũng thay đổi từ nóng đỏ thành đỏ rực. Mấy phút đồng hồ trôi qua, vị trí của đống đá ban đầu xuất hiện một cái hố, bên trong có nham thạch nóng chảy, lạc xuyên suy nghĩ về nguyên nhân của tình huống hiện tại, ca ba tồn tại trong phần lớn đá tự nhiên, không lý nào mà với một số lượng lớn và nhiều loại đã như vậy, trải qua nung khô với nhiệt độ cao mà ngay cả một chút khí cũng không sinh ra, là vì ngọn lửa, hoặc là vì thế giới hiện tại. Ông chủ, sau đó thì sao? Bộ Ly ca hỏi. Vừa rồi Lạc Xuyên đã nói, bước thứ hai là nung khô, dựa theo tình hình trước mắt, hẳn là đã có thể tiến hành bước tiếp theo. Mọi người đều tò mò nhìn Lạc Xuyên. Lạc Xuyên suy nghĩ một chút, nói, làm thí nghiệm trong trò chơi có chút vấn đề, đổi chỗ khác, sau đó biến mất tâm. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu được thao tác này của Lạc Xuyên. Lạc Xuyên đã rời mạng bởi vì tò mò bọn họ cũng lục tục rời khỏi trò chơi tháo mũ giáp xuống lạc xuyên nhìn về phía bộ ly ca đá đúng không ông chủ yên tâm bao ở trên người ta sẽ quay lại ngay bộ ly ca vỗ ngực nhận lời bộ ly ca rời khỏi khởi nguyên thương thành mười mấy học viên trước đó cũng đi theo không bao lâu sau trước cửa khởi nguyên thương thành đã chất không ít đá tảng ông chủ vẫn phải dùng lửa nung sao nguyệt linh hỏi lạc xuyên gật đầu lần này không bằng để cho lão phu làm đi dược hồi trần cười ha hả nói lạc xuyên liếc mắt nhìn dược hồi trần một cái gật đầu có thể thân là luyện dược sư năng lực khống chế của dược hồi trần đối với lửa đã xuất thần nhập hóa có một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện trong tay ông ta chú ý khống chế sức mạnh không cần quá lớn lạc xuyên bổ sung một câu đã biết dược hồi trần đáp xung quanh có không ít người những đệ tử dược cốc đều tỏ ra hưng phấn đây là hồng liên nghiệp hỏa của trưởng môn nghe đồn là có được từ di tích thượng cổ nghe nói ngọn lửa này thậm chí còn có thể đốt cháy nghiệp lực không biết có phải sự thật không thật là ngọn lửa khủng khiếp, mọi người thán phục không thôi. Những tôn giả nổi danh như Trần Nguyên Phong, Sở Dương đều có vẻ mặt nghiêm trọng, đều là tôn giả, bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh trong ngọn lửa đó, tuy rằng đã bị áp chế, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó vẫn đủ để phá hủy thế giới. Dưới sự thiêu đốt của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tảng đá dần nóng đỏ, chuyển sang trạng thái nóng chảy, trong cảm giác của Lạc Xuyên, từ đầu đến cuối đều không xuất hiện chất khí nào, nói cách khác, đá trong trạng thái nóng chảy vẫn hoàn toàn không phát sinh cái gọi là phản ứng phân hủy hiện tượng trước mắt giống hệt như trong trò chơi, có lẽ là vì quy tắc của thế giới, Lạc Xuyên suy đoán trong lòng, ông chủ, dược hồi trần nhìn về phía Lạc Xuyên, tảng đá trải qua sự nung nóng của hồng liên nghiệp hỏa, hoàn toàn biến thành nham thạch nóng chảy màu đỏ tươi, bị linh lực của dược hồi trần khống chế, không thể chảy ra nơi khác, suy nghĩ cực kỳ chu đáo, Lạc Xuyên dừng suy nghĩ, có thể, hắn tuyên bố chấm dứt thí nghiệm, những khách hàng vây xem lúc này đều không hiểu ra sao, ông chủ, vẫn không được sao, bộ ly ca có chút khó hiểu phản ứng của quần chúng vây xem khác đại khái cũng như thế trong chế độ giải trí nung một đống đá ngoài ra còn nổ một đống nữa ở cửa khởi nguyên thương thành cũng nung một đống đá bọn họ không thể hiểu được hàm nghĩa của cách làm này lạc xuyên gật đầu từ sau đó xoay người tiến vào khởi nguyên thương thành đều là vô góp vui không cần thiết phải giải thích huống hồ có giải thích thì bọn họ cũng không hiểu các khách hàng không hiểu lý do đành đi theo lạc xuyên tiến vào khởi nguyên thương thành đồng thời cũng không ngừng nhỏ giọng suy đoán về mọi việc ông chủ trước quầy Nguyệt Linh tỏ vẻ nghi hoặc, nàng ta nhớ rất rõ, vừa nãy Lạc Xuyên vì muốn làm ra chất khí trong đồ uống như Coca Cola, cho nên mới làm thí nghiệm. Theo tình huống trước mắt, chẳng lẽ thí nghiệm đã thất bại? Tả Vạn Kim cũng đứng bên cạnh, Lạc Xuyên suy nghĩ trong lòng xem nên nói kết quả với hai người như thế nào, nói cho bọn họ biết rằng ở Thiên Lang Đại Lục, Ba không thể phân giải thành carbon dioxide trong môi trường nhiệt độ cao ư? Chắc chắn là không được. Ngoài ra, Lạc Xuyên còn nói ra suy đoán của mình với hệ thống câu trả lời của hệ thống cũng không chênh lệch quá lớn với suy đoán của lạc xuyên là bởi vì khác biệt quy tắc thế giới nếu nói như thế kết quả của thí nghiệm cũng đã được chứng minh khoa lạc là một thế giới ma huyễn thiên lang đại lục là một thế giới huyền huyễn một cái có ma lực một cái có linh lực quy tắc có chỗ không giống với trái đất cũng là hiện tượng bình thường thế nhưng có vẻ kế hoạch phổ cập kiến thức khoa học của mình sợ là sẽ phải chịu ảnh hưởng coca cola và sprite các ngươi không thể làm được lạc xuyên lắc đầu tả vạn kim thất vọng thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, là một người thành tâm theo đuổi đạo mỹ thực, mục tiêu cả đời của ông ta là có thể tạo ra đủ các loại món ngon, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua hai tòa núi lớn Sprite và Coca-Cola. Tả Vạn Kim đã nhận một cú sốc. Việc bán thanh cây và mì ăn liền ở Phụng Tiên lâu thế nào? Lạc Xuyên hỏi. Rất tốt. Nghe thấy Lạc Xuyên đề cập đến chuyện này, Tả Vạn Kim khôi phục tâm trạng. Có điều phần lớn người mua đều là người thường. Đối với người tu luyện mà nói, thanh cây và mì ăn liền của Phụng Tiên lâu nhiều nhất chỉ có tác dụng giải cơn thèm địa vị của bản gốc là không thể thay thế ông chủ ta cảm thấy phụng tiên lâu chỉ bán sản phẩm bắt chước theo mì ăn liền và thanh cây như vậy là đủ rồi tả vạn kim nghĩ đến một chuyện khác xảy ra trước đó làm ông chủ của phụng tiên lâu tả vạn kim hiểu rõ cách đối nhân xử thế trải qua mấy ngày suy nghĩ ông ta càng lúc càng cảm thấy việc mình xin ý kiến của lạc xuyên trước đó thật sự rất lỗ mãn sống trên đời không thể có lòng tham không đấy tả vạn kim luôn nhớ kỹ lạc xuyên nhìn sang tả vạn kim không rõ vì sao bỗng nhiên ông ta lại nhắc đến chuyện này tùy ngươi lạc xuyên nói tả vạn kim rời khỏi quầy đi mua kem ly vừa mới chú ý đến mặt hàng mới của khởi nguyên thương thành đấy thật khiến người ta mong chờ thanh âm tiến vào khởi nguyên thương thành so với khi vừa đến đây nàng ta đã tháo khăn che mặt xuống gương mặt lạnh lùng và cao quý vô cùng thu hút ánh nhìn nàng ta chú ý đến kem ly mà các khách hàng trong tiệm cầm trong tay trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc hàng mới trong tiệm thanh âm đi đến xếp hàng mấy phút đồng hồ sau ba người thanh âm liễu như ngọc liễu như mị ngồi cùng một chỗ, các nàng đang thảo luận những chuyện liên quan đến tu luyện, thanh âm tinh thông âm luật, công pháp tu luyện cũng có liên quan với âm luật, hai tỷ muội liễu như ngọc cũng đi theo con đường giống nhau, thanh âm tỷ tỷ, ta cảm thấy lúc thổi sáo, khi dùng tinh thần lực khống chế sóng âm có một loại cảm giác ngưng trệ, liễu như ngọc nói rõ vấn đề mà mình gặp phải. Khả năng cao là bởi vì lực khống chế âm luật còn chưa đủ hoàn hảo. Thanh âm đưa ra ý kiến của mình, ngươi cũng có thể sử dụng các nhạc cụ khác để tìm ra cảm giác khác biệt. Bây giờ ngươi đai dùng cái, ngay cả liễu như mị cũng nghiêm túc ngồi nghe ở bên cạnh. Những gợi ý của tiền bối tôn giả cửu phẩm và có chung con đường, có thể mang đến cho nàng ta rất nhiều linh cảm. Nhạc cụ khác, liễu như ngọc suy nghĩ một lát, lấy sáo ngọc của mình ra, bây giờ ta đang sử dụng cây sáo. Sau khi nhìn thấy, thanh âm lộ ra nét mặt đầy hứng thú, cây sáo này rất không tệ. Thanh âm đưa ra đánh giá như thế, đủ để chứng minh chỗ không tầm thường của nó. Liễu như ngọc mỉm cười, đây là mua trong cửa hàng của ông chủ. Sau khi đi vào khởi nguyên thương thành, nàng ta đã thay đổi linh khí ban đầu mình sử dụng ngay trong không gian bán vũ khí. Thì ra là thế, thanh âm gật đầu, linh khí mà khởi nguyên thương thành bán ra, nàng ta cũng đã xem qua. Tuy rằng giá so với bên ngoài mà nói thì đắt hơn không ít, nhưng chất lượng lại không thể chê được. Đáng tiếc, vũ khí cấp bậc cao nhất chỉ có thánh binh trên cấp thiên. Thánh binh đối với tôn giả cửu phẩm mà nói, không có ý nghĩa gì quá lớn. Sau khi thanh âm đi đến khởi nguyên thương thành, lần đầu tiên biết được chuyện này, cảm thấy rất đáng tiếc. Ngoại trừ sáo ra, ngươi thích nhất là nhạc cụ gì? Thanh âm hỏi, ta suy nghĩ một chút, liễu như ngọc ngẫm nghĩ, lạc xuyên bị vây trong trạng thái lười nhác. Trong lúc vô ý nghe được lời thanh âm nói, tâm thần khẽ động, nhạc cụ, trong lòng lạc xuyên bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ lớn gan. Ba người đang trò chuyện, lạc xuyên đi tới, ông chủ, liễu như mị nhìn thấy lạc xuyên, liễu như ngọc và thanh âm cũng lên tiếng chào hỏi, lạc xuyên xua tay, ý bảo không cần để ý, ba người tò mò, thầm đoán vì sao lạc xuyên lại qua đây các ngươi đang nói đến nhạc cụ lạc xuyên hỏi ba người gật đầu sau khi liếc nhìn nhau đều nhìn rõ ý tứ trong mắt đối phương ông chủ còn hiểu ẩm luật ở thiên lang đại lục âm luật không phải điều ai cũng biết hơn nữa thông thường những người có được thành tựu đều là nữ tử thánh địa giao trì chính là nổi tiếng nhờ âm luật ông chủ chẳng lẽ ngài cũng biết về âm luật liệu như ngọc tò mò hỏi đương nhiên lạc xuyên không biết âm luật hắn lắc đầu vậy ngài đến đây là để trên gương mặt lạnh nhạc của thanh âm hiện ra vẻ tò mò lạc xuyên lật bàn tay lên một thứ có hình dạng kỳ lạ lập tức xuất hiện trong tay hắn. Các ngươi có nghe nói đến kèn Sona chưa? Nhìn nhạc cụ có tên là kèn Sona trong tay Lạc Xuyên. Ba người ngơ ngác nhìn nhau. Lúc trước đã có nói quá, mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong Khởi Nguyên Thương Thành đều có thể hấp dẫn sự chú ý của không ít khách hàng, nhất là lúc có Lạc Xuyên tham dự. Hiện tại đã có không ít khách hàng vây quanh chỗ này, đều kinh ngạc nhìn kèn Sona trong tay Lạc Xuyên. Ta tung hoành thiên lang đại lục mấy trăm năm, chưa bao giờ nhìn thấy loại nhạc cụ kỳ lạ này. Hình dáng của nhạc cụ này thật là kỳ quái, ông chủ nói, hình như cái này gọi là kèn sona gì đó, các ngươi đã nghe nói đến chưa? Chưa, tiếng bàn tán vang lên, mọi người đều biểu đạt ý kiến của mình. Thanh âm cao hàng mày xinh đẹp nhìn món nhạc cụ được gọi là kèn sona trong tay Lạc Xuyên, phía trước có hình một cái bát, phía sau thì giống cây sáo, hai cái tổ hợp lại, mặc dù có hình dáng của nhạc cụ, nhưng nhìn thế nào cũng có một loại cảm giác kỳ quái. Kèn sona, Liễu Như Ngọc lại tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ông chủ, ta có thể thử được không?" Lạc Xuyên lấy kèn sona ra, hoàn toàn là vì nổi hứng nhất thời. Đồng thời, trong lòng cũng có chút chờ mong, loại nhạc cụ thần kỳ này xuất hiện ở Thiên Lang Đại Lục, rốt cuộc sẽ quấy lên một đợt sóng thế nào trong giới âm nhạc. Trước đó phải thanh minh, đây tuyệt đối không phải là thú vui tà ác của hắn, tuyệt đối không phải. Kèn sona là một trong những nhạc cụ lâu đời nhất, truyền thống nhất của Hoa Hạ, có một vị trí vô cùng đặc biệt. Có thể nói, trong các loại nhạc cụ, kèn sona là vua. Lạc Xuyên cảm thấy chính mình phải khiến cho nó phát triển rực rỡ ở một thế giới khác, có thể, Lạc Xuyên đưa kèn sona cho Liễu Như Ngọc, đồng thời bổ sung, mới, trên mặt Liễu Như Ngọc hiện ra một nụ cười, Liễu Như Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi đặt kèn sona bên môi, nhạc cụ thổi, chủng loại khác biệt thì cách sử dụng cũng không giống nhau, có điều, trăm sông vẫn đổ về một biển, thiên phú của Liễu Như Ngọc trên mặt âm luật rất cao, nàng ta chỉ nhìn cấu tạo của kèn sona, gần như đã hiểu rõ cách sử dụng, thanh âm, Liễu Như Mị và các khách hàng đều vẫn tay lên. Bọn họ đều chờ mong, thứ nhạc cụ mới lạ chưa từng thấy mà Lạc Xuyên lấy ra này, sẽ phát ra âm thanh diệu kỳ nào. Giây tiếp theo, một âm thanh lanh lãnh vang vọng, lực xuyên thấu rất mạnh chợt xuất hiện trong khởi nguyên thương thành. Khách hàng đang chơi game mà không vô giúp vui cũng bị âm thanh này hấp dẫn sự chú ý. Em mờ thanh chỉ vang lên trong một cái chớp mắt, rồi yên lặng không nghe thấy nữa. Bởi vì liễu như ngọc đã dừng thổi, nàng ta nhìn kèn Sona trong tay, trên mặt xen lẫn rất nhiều loại biểu cảm khó tin, rung động và kinh ngạc. Khó mà tin được âm thanh này lại do chính mình thổi ra, các khách hàng vây xem cũng mang vẻ mặt ngơ ngác, vẫn chưa kịp hồi thần từ trong sự rung động trước đó, âm thanh này sao lại kỳ diệu như vậy, sau khi thanh âm hồi thần lại, nét mặt Vi Diệu nói, các khách hàng cũng lần lượt lấy lại tinh thần, đều tỏ vẻ kinh ngạc với loại nhạc cụ kèn sona này, không hổ là nhạc cụ mà ông chủ lấy ra, quả nhiên là không tầm thường, nhạc cụ này thật kỳ diệu, nghe tiếng nhạc này, ta cảm thấy linh hồn mình cũng thăng hoa rồi, khúc nhạc này chỉ trên trời mới có nhân gian khó được vài lần nghe thấy này 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 ngươi nói hơi quá rồi đấy tiếng bàn tán liên tiếp còn sôi nổi hơn cả lúc trước từng khách hàng đều bày tỏ suy nghĩ của mình liệu như ngọc có chút dở khó dở cười từ đầu đến cuối thời gian nàng thổi nhiều lắm cũng chỉ một giây mà thôi cho nên lý do của những lời này rõ ràng tuy rằng mới nghe thì có chút kỳ lạ nhưng không biết có phải là ảo giác của ta không thế mà ta lại cảm nhận được một cảm giác đặc biệt từ bên trong rất khó hình dung khác với những khách hàng còn lại dược hồi trần nhíu mày hồi tưởng, ta cũng cảm nhận được, sở dương gật đầu với vẻ mặt trịnh trọng, quả thật là vậy, liễu như mị cũng đồng ý, hình như, đúng là như thế, thanh âm trầm tư nói, chỉ cần là khách hàng ngoài cấp bậc vấn đạo thì đều có loại cảm nhận kỳ lạ này, ông chủ, đây là có chuyện gì, yêu tử yên dò hỏi lạc xuyên, kèn Sona na gánh vác trách nhiệm chào đón sinh mệnh mới và vĩnh biệt người đã khuất ở hoa hạ, vị trí rất đặc biệt, theo phán đoán của lạc xuyên, hẳn là ẩn chưa ý nghĩa nhân quả luân hồi chỉ có trên vấn đạo mới có thể cảm nhận được. Đối với điều này, Lạc Xuyên cũng không định giải thích nhiều. Đây là điểm đặc biệt của kèn Sona, Lạc Xuyên nói. Đối với lời này, khách hàng trên vấn đạo đều như nghĩ đến điều gì. Những người còn lại không hiểu ra sao. Tỷ tỷ, cảm giác gì thế? Liễu như Ngọc tỏ vẻ khó hiểu. Liễu như mị cao mày suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu, nói không nên lời. Mấy lời tương tự cũng liên tiếp xuất hiện. Ông chủ, kèn Sona, Liễu như Ngọc hỏi Lạc Xuyên, tặng cho ngươi. Lạc Xuyên đáp, cảm ơn ông chủ. Liễu như Ngọc tỏ ra vừa kinh ngạc vừa vui mừng những khách hàng còn lại đều hướng ánh mắt hâm mộ về phía nàng ta, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng nhạc cụ tên là kèn Sona này rõ ràng là không đơn giản. Thí nghiệm và kèn Sona chiếm cứ phần lớn đề tài trên trò chuyện khởi nguyên và diễn đàn khởi nguyên. Khi cơ vô hối mở điện thoại di động ma huyễn ra, nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn khởi nguyên, thiếu chút nữa đã đứng phát dậy, chỉ nửa ngày ngắn ngủi, khởi nguyên thương thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Bệ hạ, ngài có muốn tải xuống một cái trò chuyện khởi nguyên không? Bạch lão đứng bên cạnh đúng lúc lên tiếng, đương nhiên, Cơ Vô Hối gật đầu, mở ứng dụng thương thành ra, quả nhiên, xuất hiện một cái ứng dụng mới, tải trò chuyện khởi nguyên cần tốn 10 linh tinh, có tiếp tục không? Cơ Vô Hối lặng đi một chút, sau đó mỉm cười lắc đầu, đồng thời lấy ra 10 linh tinh, sau khi lựa chọn tiếp tục, linh tinh biến mất, trên màn hình có thêm một cái ứng dụng, tiêu phí linh tinh trên điện thoại di động ma huyễn không cần phải trả tiền ở khởi nguyên thương thành, bất kể là đang ở chỗ nào cũng có thể trả tiền bất cứ lúc nào, vô cùng nhanh chóng và thuận tiện, lập tức, vài thông báo xuất hiện trên màn hình. Cơ Linh Nguyệt gửi yêu cầu thêm bạn tốt với ngài. Cơ Thiên Sa gửi yêu cầu thêm bạn tốt với ngài. Bạch Lão, đây là, cơ vô hối nhìn thấy nhiều thông báo như vậy, nhất thời không biết nên làm thế nào, bởi vì hắn ta còn chưa kịp xem cách sử dụng của trò chuyện khởi nguyên. Bệ hạ, trò chuyện khởi nguyên có chức năng bạn tốt, nhóm trò chuyện, trong đó, Bạch Lão giải thích với cơ vô hối, một lát sau, thì ra là thế, cơ vô hối vừa nhắn tin, vừa hưng phấn nói, bỗng nhiên, nét mặt trở nên như nghĩ đến cái gì nếu có thể ứng dụng trò chuyện khởi nguyên trong quân đội so với trận pháp truyền tin thì việc điều động binh lính không biết nhanh hơn bao nhiêu dùng binh thắng ở tốc độ cơ vô hối hiểu rất rõ đạo lý này bệ hạ hỏa nguyên đế quốc đã bị đánh bại rồi nhìn thấy nét mặt của cơ vô hối bạch lão nhắc nhở cơ vô hối lấy lại tinh thần thở dài thế mà nét mặt lại có chút tiếc nuối đúng vậy hỏa nguyên đế quốc đã bị đánh bại cơ vô hối cảm thấy nếu bây giờ hai bên vẫn còn giao chiến có trò chuyện khởi nguyên giúp đỡ Chiến thắng Hỏa Nguyên Đế quốc chắc chắn không cần tốn nhiều sức, đúng rồi, không phải thần nói muốn tới nơi này sao, có tới không? Cơ Vô Hối bỗng nhiên nhớ đến một việc, khóe miệng xuất hiện một nụ cười. Bạch lão nhìn vào điện thoại di động Ma Huyễn, thành vệ quân vừa mới gửi tin nhắn, đoàn người Hỏa Nguyên Đế quốc đã đến thành Cửu Diệu. Với thành vệ quân của thành Cửu Diệu hiện giờ, điện thoại di động Ma Huyễn đã trở thành tiêu chuẩn. Buổi sáng, có một thành vệ quân chợt phát hiện trò chuyện khởi nguyên mới ra, vì thế rất nhanh, mỗi thành vệ quân đều tải trò chuyện khởi nguyên xuống dùng để truyền tin tức, thật sự là rất nhanh chóng và thuận tiện. Thần Diễm mặc quần áo thường màu đỏ, hoặc trông không có gì khác biệt quá lớn với người thường. Phía sau chỉ có một mình An Phi Vũ, trang phục của An Phi Vũ cũng không khác gì Thần Diễm, là quần áo thường màu đen. Hai người đi trên đường phố của thành Cửu Diệu, giống như người đi đường bình thường, nhưng người dân đi trên đường đều theo bản năng mà tránh né hai người. Người tu luyện vấn đạo, rất dễ quấy nhiễu cảm giác của người bình thường. An tướng quân, thành cửu diệu so với thành xích quan, thấy thế nào? Thần Diễm hỏi thành xích quan là đế đô của hỏa nguyên đế quốc có cùng địa vị với thành cửu diệu ở thiên tinh đế quốc an phi vũ nhìn thoáng qua xung quanh nét mặt do dự thần diễm mỉm cười cứ nói đừng ngại an phi vũ thở dài thành cửu diệu hơn hẳn thành xích quan thần diễm thở dài thật lâu đúng vậy đều là đế đô thành cửu diệu đã vượt xa thành xích quan nói đến đây hắn ta tạm dừng một chút nhìn sang một quán ăn nhỏ ven đường an phi vũ nhìn theo tầm mắt của thần diễm thu cảnh tượng này vào đáy mắt quán ăn không tính là lớn nhưng việc buôn bán rất thuận lợi, bàn đã đặt ra tận bên ngoài, không ít thực khách đang hưởng thụ mỹ thực, trong số thực khách, có người tu luyện, cũng có người thường, bọn họ ngồi cùng một chỗ, trò chuyện vui vẻ, cảnh tượng thế này, hoàn toàn không thể nhìn thấy ở thành xích quan, nghe nói cách đây không lâu, tên cơ vô hối kia đã trực tiếp quét sạch toàn bộ thành cửu diệu, sau một loạt động tác này, ít nhất đã làm mất lòng các thế lực ở thành cửu diệu, thần điểm đầu cảm thán. Trẫm không có sự quyết đoán như hắn ta, An Phi Vũ yên lặng một hồi, sau đó nói, đấy là vì khởi nguyên thương thành vừa vặn ở thành cửu diệu lời nói ra còn chưa hết đã bị thần diễm cắt ngang kém hơn chính là kém hơn không cần nhiều lời vâng an phi vũ đáp ứng hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau bất tri bất giác đã đi đến hoàn thành hạ thiên vũ là thống soái cấm vệ quân đã biết được tin tức hoàng đế hỏa nguyên đế quốc sắp đến ở trên trò chuyện khởi nguyên thần diễm và an phi vũ đến gần người trước hỏi không biết thiên tinh đại đế có ở hoàn thành không hạ thiên vũ đúng mực nói bệ hạ đang ở hoàn thành mời hai vị đi theo ta đại điện hoàn thành cơ vô hối nhìn thần diễm trước mặt trên mặt nở một nụ cười nhẹ thần huynh đã vài chục năm mới gặp lại đúng vậy lại gặp rồi thần diễm cảm thán một câu không biết thần huynh đến thành cửu diệu của ta là có chuyện gì cơ vô hối cười hỏi đã biết còn cố hỏi nụ cười trên mặt thần diễm vẫn không thay đổi đương nhiên là vì khởi nguyên thương thành mà đến vô hối huynh đúng thật là may mắn khởi nguyên thương thành vừa vặn nằm ở thành cửu diệu có đôi khi vận may cũng là một loại thực lực cơ vô hối nói hai người lại trò chuyện vô nghĩa với nhau một lúc trong từng lời nói thật ra đều giao chiến khắp nơi có điều dù sao cũng là đối thủ cũ vài chục năm cuối cùng cũng không ai có thể chiếm được lợi thế vô hối huynh ta có chút háo hức đối với khởi nguyên thương thành rời đi trước vậy thần nói lời từ biệt tin rằng cửa hàng của ông chủ chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng cơ vô hối cười nói thần diễm và an phi vũ rời khỏi đại điện đi ra bên ngoài hoàn thành bệ hạ hỏa nguyên đại đế đi vào thành cửu diệu thật sự không cần dùng cái gì để theo dõi ao bạch lão đưa ra nghi vấn cơ vô hối mỉm cười lấy điện thoại di động ma huyễn ở bên cạnh qua vừa xem nội dung trên màn hình vừa nói thần diễm và an phi vũ chỉ đến đây có hai người nói lên rằng hắn ta đã chịu thua trong thành diệu có khởi nguyên thương thành hỏa nguyên đế quốc hoàn toàn không có phần thắng nào so với việc tiếp tục lãng phí binh lực còn không bằng chủ động cầu hòa hơn nữa thiên tinh đế quốc tiếp giáp với hỏa nguyên đế quốc thần diễm không phải tên ngốc đương nhiên sẽ biết nên đưa ra lựa chọn nào Bạch lão ngẫm nghĩ, cảm thấy cơ Vô Hối nói cũng có lý, mặc dù phục vụ cho Thiên Lang đế quốc, thế nhưng ông ta lại không thích tham gia chính sự, mấy thứ công công vòng vòng này, ông ta không thích lắm, đúng rồi, hình như ông chủ lại làm thí nghiệm gì đó, Cơ Vô Hối hỏi, dừng suy nghĩ, Bạch lão gật đầu, "Vâng, ông chủ dùng ngọn lửa khác nhau đốt cháy đống đá trong chế độ giải trí, còn có ở cửa của khởi nguyên thương thành." Cơ Vô Hối suy nghĩ một chút, lựa chọn từ bỏ, nghĩ mãi mà không rõ thí nghiệm này của ông chủ rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Còn có cái nhạc cụ tên là kèn sona kia, nghe nói ngay cả Dược Môn, thanh âm. Tiên tử cũng kinh ngạc thán phục mãi không thôi, nếu có thể thì để cho mấy ca cơ này học tập một chút, trẫm rất tò mò, nhạc cụ mà ông chủ đặc biệt lấy ra kia sẽ có chỗ nào không giống với thường, từng, Bộ Ly ca nghĩ đi nghĩ lại, vẫn ép lời khuyên vào trong lòng, có lẽ, nói không chừng bệ hạ sẽ thích loại nhạc cụ đặc biệt này, Bạch lão thầm nghĩ trong lòng, hai vị đi thông thả, có rảnh lại đến, Hạ Thiên Vũ nói với thần Diễm và An Phi Vũ đang rời đi hạ thiên vũ mơ hồ nhìn thấy bước chân của hai người hình như xuất hiện sự không cân đối trong nháy mắt kỳ lạ bệ hạ bảo ta nói những lời này rốt cuộc là có ý gì nhỉ hạ thiên vũ vẫn thấy khó hiểu đi xa một khoảng thần diễm dừng bước lại nhìn hoàn thành phía sau chậm rãi thở một hơi trên mặt nở một nụ cười người này tính cách vẫn không thay đổi chút nào bệ hạ chúng ta an phi vũ ở bên cạnh nói đến khởi nguyên thương thành vâng bệ hạ đi trên đường phố thành cửu diệu lúc này đây không còn quấy nhiễu cảm giác của người đi đường xung quanh nữa thỉnh thoảng có người ném ánh mắt tò mò về phía hai người không có gì khác thành cửu diệu hiện giờ có nhiều người giống vậy hơn trước kia khởi nguyên thương thành bây giờ đã có thể gọi là nổi tiếng ở thành cửu diệu không tốn quá nhiều sức lực bọn họ từ trong cuộc trò chuyện với người khác mà biết được vị trí đại khái của khởi nguyên thương thành sao ở đây lại nhiều người như vậy thần diễm chú ý đến con đường đông đúc phía trước tuy rằng đông đúc nhưng lại không xảy ra chuyện ẩu đả gì ngược lại còn mang theo một loại cảm giác trật tự rất rõ ràng những người này đều đang tự giác xếp hàng đây là quy định mà phụng tiên lâu đặt ra chỉ có xếp hàng mới có thể mua được thanh cây và mì ăn liền lúc ban đầu yêu cầu này khiến cho một số người phản đối có điều phản đối không có hiệu quả không qua bao lâu mọi người đã phát hiện ra hiệu suất của việc xếp hàng mua so với chen chúc như ông vỡ tổ thì cao hơn rất nhiều cho nên đã có cảnh tượng trước mắt hơn nữa nghe nói cách làm này của phụng tiên lâu đã dần trở nên thông dụng ở thành cửu diệu bệ hạ ta đi nhìn xem dứt lời An Phi Vũ đi tới, bắt đầu xếp hàng, thần diễm đứng chờ, sau một lúc lâu, An Phi Vũ cầm hai gói thanh cây trong tay đã trở lại, đây là cái gì, thần diễm nhận lấy, nét mặt có chút ngờ vực, bọn họ nói đây là thanh cây, An Phi Vũ cười nói, bệ hạ nếm thử xem hương vị thế nào, thanh cây, thần diễm nhìn thanh cây trong tay, lại nhìn bản hiệu phía trên, phụng tiên lâu, nơi này không giống như khởi nguyên thương thành, một chút ngờ vực ấy rất nhanh đã bị hắn ta đè xuống, quên đi, nếm thử hương vị trước rồi nói sau, xé bao, mùi hương cây nồng ập ngay vào mặt dầu ớt trên thanh cây mang theo màu sắc hấp dẫn quan trọng nhất là phân lượng lại còn rất nhiều sự ngờ vực trong lòng lại xuất hiện thần diễm từ trong tin tức mà biết được hình như mỗi gói thanh cây chỉ có một cây mang theo sự ngờ vực hắn ta đưa thanh cây vào trong miệng thần diễm gật đầu nét mặt không có thay đổi gì quá lớn hương vị cũng không tệ lắm có điều vẫn không thể nói có chỗ nào đáng kinh ngạc quan trọng nhất là thần diễm cẩn thận cảm nhận linh lực trong cơ thể hoàn toàn không có chút thay đổi gì chẳng lẽ cửa hàng này có vấn đề tầm mắt của thần diễm chuyển sang phụng tiên lâu an phi vũ sau khi ăn thanh cây cũng nhíu mày cái này có gì đó không đúng tuy rằng bao bì giống nhau nhưng lại không có hiệu quả tăng tu vi trong chốc lát các người vừa mới đến thành cửu diệu đúng không một giọng nói vang lên hai người nhìn sang bên cạnh chủ nhân của giọng nói là một thanh niên có khuôn mặt bình thường lâm phàm cảnh giới đoán thể cấp bậc uy hiếp không trong nháy mắt an phi vũ đã đưa ra phán đoán trong lòng đúng vậy ngươi là thần diễm gật đầu sau đó hỏi ta là một cư dân bình thường của thành cửu diệu lâm phàm mỉm người gần đây bệ hạ có kêu gọi bảo là cái gì mà muốn đón một làn gió văn minh mới muốn biến thành cửu diệu thành một thị đặc nhất thiên lang đại lục đây là tình cơ nghe thấy trong lúc cơ vô hối và lạc xuyên đang nói chuyện với nhau trong phút chốc đã kinh ngạc vô cùng hơn nữa còn lan truyền trong thành cửu diệu thần diễm an phi vũ an tướng quân ngươi nghe có hiểu không không có từng ta cũng nghe không hiểu hai người truyền âm nói chuyện với nhau lâm phàm xua tay sau đó cười nói Lời của bệ hạ thật sự quá thâm ảo, rất khó lý giải rốt cuộc là có ý tứ gì. À đúng rồi, các ngươi vừa mới mua thanh cây ở Phụng Tiên lâu đúng không? Lâm Phàm kéo đề tài của cuộc trò chuyện về quỷ đạo. Đúng vậy, Thần Diễm gật đầu. Thứ Phụng Tiên lâu bán là mô phỏng theo thanh cây và mì ăn liền, Khởi Nguyên Thương Thành còn cách một khoảng nữa. Lâm Phàm giải thích, lại nói chuyện thêm một lúc, Thần Diễm và An Phi Vũ đi về hướng Khởi Nguyên Thương Thành. Thật đúng là không ngờ được, vị ông chủ kia thế mà lại cho phép một quán rượu làm ra hàng nhái an phi vũ lắc đầu cảm thán suy nghĩ của vị tiền bối kia không phải là thứ chúng ta có thể đoán được thần diễm lắc đầu nói vâng bệ hạ trong lúc nói chuyện bọn họ đã đi đến con đường chỗ khởi nguyên thương thành sau đó đi tới vị trí của ngõ nhỏ nơi này thật đúng là không bình thường thần diễm nhịn không được mà nói đi thôi hai người tiến vào ngõ nhỏ bây giờ khởi nguyên thương thành mỗi ngày đều có không ít khách hàng mới thần diễm và an phi vũ đến vẫn chưa gây ra sóng gió gì quá lớn chú ý đến hai người chỉ có khách hàng đã ngoài cảnh giới vấn đạo lạc xuyên nhìn thần diễm có chút giống với cơ vô hối chẳng lẽ là hoàng đế của đế quốc nào đó hắn thầm đoán trong lòng thần diễm và an phi vũ cũng liếc mắt một cái đã chú ý đến lạc xuyên ở sau quầy có thể thoải mái nằm trên ghế trong khởi nguyên thương thành e rằng chỉ có mỗi vị ông chủ thần bí kia nhỉ thật sự là không ngờ đến vẻ bề ngoài của vị ông chủ kia lại trẻ như thế rất nhanh sự chú ý của thần diễm và an phi vũ đã chuyển từ trên người lạc xuyên sang hàng hóa trong khởi nguyên thành mỗi một loại, đều khiến cho hai người phải kinh ngạc. Cố Vân Hy, gian nhã thường lưu luyến tháo mũ giáp xuống, thời gian trong trò chơi của các nàng đã kết thúc, 4 tiếng, mỗi ngày đều cảm thấy không đủ dùng. Cố Vân Hy vừa vuốt tóc của mình vừa cảm thán, ngươi còn có phần thưởng 10 hạng đầu trong bảng xếp hạng chế độ sàn đấu, có thêm một tiếng thời gian chơi trò chơi so với các khách hàng khác, còn chưa biết đủ sao, gian nhã thường ngược nói, đó là đương nhiên. Cố Vân Hy tự nhiên gật đầu, cho dù thời gian chơi có nhiều hơn nữa cũng không đủ dùng, lại nói, phần thưởng 10 hạng đầu tiếp theo hẳn là không còn xa nhỉ. Ừm, đúng vậy, hai người đứng dậy, nhường lại vị trí, có khách hàng chờ đợi đã lâu nhanh chóng ngồi xuống. Phải nói là việc làm ăn trong tiệm ông chủ càng ngày càng tốt. Cố vân hy nhìn quanh khởi nguyên thương thành, 100 vị trí, đã ngồi kín, cũng không ít khách hàng đứng ở đó, đóng vai quần chúng. Không biết khi nào thì ông chủ sẽ xây thêm, Giang Nhã thường nhìn lạc xuyên. Không phải trước đó ông chủ đã nói rồi sao, chắc là không lâu nữa đâu. Cố vân hy cười nói, đi thôi, phải trở về rồi. Khi Cố Vân Hy và Giang Nhã thường đi đến trước cửa túy Nguyệt Hiên, dừng bước chân lại, cửa lớn trước mặt tràn đầy cảm giác quỷ dị, giống như có một thứ không thể diễn tả nhìn chằm chầm từ một góc tối, giống như vực sâu khổng lồ cắn nuốt con người, lặng lặng chờ đợi hai người bước vào, ở trên đều là suy nghĩ hỗn loạn trong lòng hai người. Nhã thường, ngươi có cảm nhận được khí tức bất thường nào không? Cố Vân Hy nuốt nước ngọt, không biết có chuyện gì xảy ra, mơ hồ có một cảm giác nguy hiểm, Giang Nhã thường gật đầu, nét mặt ngưng trọng, chúng ta đến nơi khác trước đi. Được hai người xoay lại, một bước cũng chưa bước ra đã đột ngột dừng bước lại, mang trên mặt nụ cười xấu hổ, nhìn bóng dáng yểu điệu trước mặt hải đường đạo sư, chào buổi trưa, cố vân hy cố nở một nụ cười, đạo sư, chúng ta sai rồi, giang nhã thường quyết định nhanh chóng nhận sai, đi vào rồi nói sau, mộ dung hải đường liếc mắt nhìn hai người một cái, trong giọng nói đầy ý không thể nghi ngờ, đã biết, cố vân hy và giang nhã thường tỏ vẻ đau khổ, trong túy nguyệt hiên, hai người thấy được không ít gương mặt quen thuộc, chào hải đường đạo sư, cố vân hy, Giang Nhã Thường, các ngươi đã đi đâu vậy? Chẳng lẽ hai người các ngươi lại? Có học viên nhỏ giọng nói, Cố Vân Hy làm một vẻ mặt, tỏ vẻ mình bây giờ không tiện nói chuyện. Khụ khụ, Mộ Dung Hải đường phía trước nhẹ giọng ho một tiếng, các học viên lập tức thu lại sự tò mò. Chuyện xảy ra tiếp theo không cần nói quá nhiều, bởi vì đã xảy ra quá nhiều lần. Mộ Dung Hải đường sau khi nhận được lời cam đoan của hai người, cuối cùng cũng bỏ qua chuyện này. Đương nhiên, lời cam đoan có thật hay không thì còn đợi bàn bạc lại. Phù hải đường đạo sư vẫn khủng bố trước sau như một rời khỏi phòng cố vân hy vỗ ngực của mình vẻ mặt như thế sống sót sau tai nạn ta đã nói rồi lần này chắc chắn sẽ bị bắt gian nhã thường trợn mắt xem thường ổn mà ổn mà cố vân hy xua tay không quá xem trọng dù sao cuối cùng cũng không có chuyện lớn gì suy nghĩ từ vẻ mặt vừa nhìn đã hiểu ta biết sai rồi lần sau còn dám giữa buổi trưa khởi nguyên thương thành kết thúc việc buôn bán trong tiệm không có khách hàng lạc xuyên và yêu tử yên đang ăn cơm yêu tử yên chợt sửng sốt Sao vậy? Lạc Xuyên hỏi, hắn không nhận thấy có cái gì khác thường. Mấy người đại tế ti sắp đến thành cửu diệu, yêu tử yên vui vẻ nói, đại tế ti, cũng chính là hoàng tộc yêu thú. Trong lòng Lạc Xuyên nhớ lại việc gặp bọn họ lúc di tích thượng cổ xuất hiện, bất tri bất giác, đã qua một thời gian dài như vậy, có cần tới đón một chuyến không? Lạc Xuyên thuận miệng hỏi, đây hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ của một người trái đất. Yêu tử yên liên tục lắc đầu, ông chủ, sao bọn họ có thể để ngài đi đón được chứ? Lạc Xuyên nghĩ đến thiết lập con người của mình ông chủ thần bí của khởi nguyên thương thành cường giả tuyệt thế dùng cây thế giới thánh nhân làm chậu cảnh đón hoàng tộc yêu thú quả thật có chút không thể nói nổi ừm phản ứng của yêu tử yên rất bình thường mà trong lòng yêu tử yên có dòng nước ấm chảy qua trong suy nghĩ của yêu tử yên lạc xuyên có thể nói ra những lời này hoàn toàn là vì nàng ngươi có đi không lạc xuyên hỏi yêu tử yên suy nghĩ một lát lắc đầu hẳn là không cần dựa theo sự nổi tiếng của khởi nguyên thương thành ở thành cửu diệu bọn họ không khó để tìm được Lạc Xuyên gật đầu, yêu tử yên đã nói như vậy, tất nhiên hắn sẽ không khuyên nữa. Trên bầu trời tràn ngập khí tức khủng bố, tất cả yêu thú trong vùng núi bên dưới đều run rẩy, không dám phát ra chút tiếng động nào. Hơn 10 yêu thú có hình dáng khác nhau bay vút qua trên bầu trời, để lại từng cái bóng trên mặt đất. Đúng là hoàng tộc yêu thú, để tăng tốc độ, bọn họ đều sử dụng bản thể của chính mình. Trải qua bôn ba thời gian dài như vậy, đã sắp đến đích của chuyến đi này thành cửu diệu. Hơn 10 yêu thú bay qua trên không trung sẽ là cảnh tượng thế nào? hơn nữa còn là khi thực lực của những yêu thú đó thấp nhất cũng là cảnh giới vấn đạo trong phút chốc thành vệ quân của thành cửu diệu suýt chút nữa đã cho rằng toàn bộ yêu thú chủ lực của dãy núi cửu diệu đều ra quân chuẩn bị thâu tóm thành cửu diệu im lặng im lặng mọi người giữ bình tĩnh đội trưởng của thành vệ quan kiến thức rộng rãi nhìn mọi người xôn xao ở cổng thành không ngừng trấn an đồng thời gửi tin nhắn cho bạch lão trước hả sau khi bạch lão nhìn thấy thì lập tức hoảng hốt sau đó nói với cơ vô hối cơ vô hối biểu hiện vô cùng bình tĩnh thoáng suy tư đã đoán ra nguyên nhân yêu cô nương của khởi nguyên thương thành là hoàng tộc yêu thú bọn họ hẳn là hoàng tộc yêu thú trong di tích thượng cổ không ngờ tốn thời gian dài như vậy mới đến đây được có phải là bịch gì làm trễ không cố vân hy mỉm cười không có chút khẩn trương nào bệ hạ nhiều hoàng tộc yêu thú có thực lực mạnh mẽ như vậy đi vào thành cửu diệu không cần làm chút gì sao bạch lão hỏi tất cả đều như trước là được cơ vô hối lại chuyển sự chú ý lên tấu chương lần nữa bây giờ thành cửu diệu cũng không chỉ có một thế lực siêu cấp hoàng tộc yêu thú cũng sẽ không dám làm bậy, huống hộn họ lại quen biết ông chủ. Sau đó, Bạch Lão trả lời tin nhắn cho đội trưởng thành vệ quân, nhận được câu trả lời chính xác, đội trưởng thành vệ quân lo lắng trong lòng. Mọi người yên tâm, những hoàng tộc yêu thú này cũng đến đây vì khởi nguyên thương thành, không phải đến để tấn công. Hắn ta lớn tiếng giải thích, quả nhiên, sau khi nghe thấy giọng nói này, mọi người nhanh chóng bình tĩnh lại, thì ra là vì khởi nguyên thương thành, vừa nãy dọa chết ta rồi, thật đúng là khó tin hoàng tộc yêu thú cũng bị khởi nguyên thương thành hấp dẫn mà đến ta còn chưa từng thấy hoàng tộc yêu thú đâu lát nữa phải nhìn kỹ mọi người sôi nổi trò chuyện với nhau nét mặt hưng phấn